Hello mọi người, mình là Đà Bôn Đề đây. Mọi người đã xài thử em nước rửa tay này của nhà này bao giờ chưa? Mình cực kỳ mê em nó. Phải nói em này đánh bay mọi mùi. Mọi người biết mà mỗi lần mà mình ăn hải sản xong rửa tay cỡ nào vẫn còn mùi trên tay, mình phải rửa lại với chanh thì mới đỡ mùi của hải sản. Nhưng với em này thôi, chỉ cần một lần rửa tay thôi thì tay vừa hết mùi mà thơm thì thôi luôn. Mọi người nên thử nha.